su là những người bệnh sinh sống. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân đang đi ung thư phổi. Con xin Chúa chữa lành cho chị em của chúng con là Nguyễn Thị Dân, đã có sư trụ trì đưa bà đến đây. Con chào xin, chào tất cả mọi người. Bây giờ hồi nãy cha nghe được cái nội dung của một bệnh nhân là Nguyễn Thị Dân, là bà ha. Bà ở Ngọc Hồ, Tam Ngãi, Cầu Kè, Đà Vinh. Bài địa chỉ của bà giống địa chỉ của ông Lâm Văn Sái quá không? Dạ, cùng ấp luôn nghĩa hả? Sao bà biết đây mà bà đến? Cũng nhận tư. Ông giới thiệu cho bà đó hả? Bà cũng bị ung thư phổi giống như ổng thôi nha. Bà đã phát bệnh ung thư phổi bao lâu rồi? Chắc cũng mới đây là sao? Mới đây là bao lâu? Từ ngày khai. Chắc là từ đầu hồ tới giờ đi khám tới giờ là trên một tháng rồi. Hôm qua khi ta có nghe là cái đoạn clip của ông phó phòng của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, phó giám đốc bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thì ông ta cho biết rằng là hiện nay bệnh ung thư phổi là nó lan tràn, mà xưa nay thì ung thư phổi thì đại đa số là nam, mà giờ là hễ ba nam thì trong đó có một nữ, có nghĩa là ung thư phổi giờ nó cũng lớn như vậy, người nữ cũng mắc bệnh như vậy. Thì người ta cho rằng là bệnh ung thư phổi này là do cái ngoại tại bên ngoài, là do thuốc hay là gì đó. Lát nữa mình có bạn xuống chỉ một chút nha. Còn một bệnh nhân này là theo ý của thầy Thanh là bệnh nhân này mình chữa không khỏi, chữa khỏi không phải vì mình ổng bệnh nặng nhưng mà vì mình muốn thuốc chữa. Nhưng mà ông đi đây ông có người nuôi ông không? Một cháu. Con có ở được với bố con không? Cháu không? Bây giờ theo nguyên tắc á thì cái bệnh này nó chữa không được nha. Nhưng mà nếu mà ông muốn chữa đó thì mọi người hãy dùng lòng từ bi với ông được không? Chữa đại. Chữa đại được không? Dạ, giúp anh. Mà nếu ông chết là ông người thương ta nha. Được không? Được. Còn nếu ông sống là ông vui vẻ về nha. Ông đồng ý vậy không? Dạ. Ông có người nuôi không? Có anh. Nuôi là phải nuôi ngày nuôi đêm với anh không? Dạ. Chứ không phải nuôi lát về bỏ ông ở đây là không ai chấp nhận nha. Nếu mà ông nói vậy thì nói thầy thấy sao? Ý thầy Thanh sao? Tóm lại là thầy chữa được ha. Rồi vậy đi. Chúc mừng thầy nhé. Cảm ơn thầy chứ. Rồi thôi mình đi vào hai ca bệnh ha. Thôi vậy giờ mình bắt đầu mình làm việc với hai ca bệnh ha. Thầy Tâm thấy sao? Thì thôi thầy Thanh nói vậy mình theo luôn với thầy Tâm. Kính thưa sư thầy, hôm nay chúng con rất là vui mừng
để tiếp nhận hai ca bệnh của sư thầy đưa đến. Chúng con cảm giác như là một người cha nhân hậu dẫn hai đứa con đến đây. Tuy rằng tuổi thầy cũng không lớn hơn hai bệnh nhân, nhưng mà với cái chức trách giống như một người mẹ dẫn con đi uống thuốc, thầy thấy cảnh này đẹp không? Rất là hay ha. Giống như một người mẹ dẫn con mình đi kiếm thuốc uống, rồi con mình hết bệnh mình mừng ha. Dĩ nhiên nói về lòng từ bi thì thầy phải làm không? Tại vì Đức Phật dạy mình là từ bi hỷ xả mà. Coi như là mình cái gì từ bi được thì phải từ bi. Và không những mình từ bi với con người mà mình kể cả mình trưởng dưỡng lòng từ với con động vật. Kể cả với con động vật mình cũng phải từ bi mà. Coi như là động vật cũng là một chúng sanh. Động vật cũng là một chúng sanh. Thì đương nhiên mình phải từ bi với nó. Huống gì là với con người. Đúng nè. Tuy rằng con người của mình là khoa học nghĩa là động vật bậc cao, nhưng mà rồi cuối cùng là theo triết lý của nhà Phật thì cũng chỉ là một chúng sanh nhé, cũng chỉ là một chúng sanh thôi. Do vậy mà với con động vật mình còn từ bi được, huống hồ gì với con người. Vậy thì cảnh mà thầy dẫn hai người con đến đây, đây là cái cảnh mà rất là đẹp cho cái lời giáo huấn, lời hoằng pháp trong 48 năm hoằng pháp tại vũ trụ này. Đức Phật đã hoằng pháp 48 năm thôi để mà cứu độ chúng sinh. Thì hôm nay thầy cũng đang đi hoằng pháp, đang đi hoằng pháp để đưa các con của thầy đến đây để được chữa bệnh. Thì điều đầu tiên chúng con rất là vui mừng, hoan hỷ, hân hoan để mà đón nhận hai ca bệnh này, cũng như là biết ơn tấm lòng của thầy đã không bỏ hai người con của Phật. Điểm thứ hai, chúng con cũng tán thán công đức của thầy đã thương, đã biết đến cái điểm này để mà cùng với chúng con hợp tác để làm vinh danh thiên liêng. Vinh danh thiên liêng là vinh danh Phật hay vinh danh Chúa, là vinh danh ông trời, hay là vinh danh các đấng mà mọi người đang cung thờ. Dĩ nhiên các ngài đã đi trước chúng ta, các ngài đã về trước, còn mình đi sau thì chắc mình cũng cố gắng để về sau ấy. Có khi đi sau mà không về luôn. Còn các đấng đã đi trước rồi, các ngài đã về niết bàn, về cõi Phật, về thiên đàng hết rồi. Giờ mình đi sau mình phải ráng cố gắng sẽ về tạm. Bên cạnh đó, thầy cũng nhớ một điều là nếu không có hai căn bệnh này thì mình cũng chưa có thử nghiệm được lòng từ bi. Nhờ hai căn bệnh này mình ra lại lòng từ bi, giống như là mình trắc nghiệm lại lòng từ bi. Thì bằng chứng là thầy đã ngồi đây đợi từ sáng đến giờ, thì đây là một dấu chỉ cho thấy là trắc nghiệm lòng từ bi muôn mãi đi. Đợi tuy rằng ngồi cũng có chỗ nằm, cũng có chỗ nghỉ, không có gì hết, nhưng mà thầy vẫn thấy này vui vẻ, nở nụ cười tươi như hoa sen. Cuối cùng là thầy cũng cảm ơn các bạn đã tạo điều kiện cho thầy thể hiện lòng từ bi đó. Ngày hôm qua thì thầy đang là trụ trì ở chùa, ở trên chùa Cây Xanh, thì đó là một vị sư trụ trì. Nhưng mà hôm nay một vị sư trụ trì với một tâm trạng khác, với một cái khí thế là dẫn con, cái niềm tin của người con Phật và thầy mình, và cái lòng thành của người con Phật và thầy lớn. Điều này thầy cảm ơn hai bệnh nhân, vì nhờ hai bệnh nhân này mà niềm tin của người con Phật và thầy lớn. Họ rất là tán thán, nhưng mà bắt đầu từ đó cho nên thầy cũng phải tu kỹ hơn nữa. Không nè, nhiều người đặt niềm tin vào mình thì mình giống như một cái bình sạch thầy ơi. Còn ngày hôm qua hôm nay tính gì tôi bị miệng dùa tôi rớt đùng đùng, mà nếu mà có nhiều người tính gì tôi thì tôi như cái chán kiểu vậy,
mình phải kinh đó, rớt bịch là đấy, còn muốn vừa rớt có vẻ không. Vậy thì cái niềm tin của người con Phật đặt vào nhiều càng ngày cái chén của thầy nó càng đẹp đi, nó càng mỏng đi, nó càng đẹp đi, nó càng sáng ra mãi lên, phải nó sáng ra giống như kiểu rớt cái bịch như vậy đi. Nó nè, mà muốn vừa rớt cái bịch cũng sao lộn lên sạch tiếp, nhưng mà ai nào chịu mình muốn vừa đó nè, ai cũng thích mình chán kiểu hết. Vậy thì ngang qua cái chán kiểu đó thì chắc chắn bắt đầu từ ngày mai để đi đời sống tu của thầy cao cấp hơn, thấy không nè, gắn kết với lời, lời của Phật đó là năm cái giới cấm, năm cái giới cấm là không sát sanh, không trộm cắp tham lam hay không gì đó. Có thầy ngồi đây nói nhỏ nhỏ không, không nhớ nói lớn. Cái này ít nhất là thầy cũng biết năm giới cấm rồi, dư biết mà. Nói nè, tỳ kheo, các tỳ kheo mà thì phải hiểu lắm. Nhưng mà ý con muốn nhắc thầy chút nhỏ cho con, khi mà niềm tin của người con Phật đặt vào thầy rồi thì tất cả những cái lời của Phật thầy phải ứng nghiệm nhiều. Nhưng mà thầy thì không biết sao, nhưng mà nếu con là thầy con phải vui, bởi vì con vui ở chỗ là nhờ những người con Phật đặt niềm tin vào tôi cho nên tôi mới phấn đấu được. Còn nếu giờ không ai nhìn thấy tôi, tôi đâu cần phấn đấu. Đó nè, không biết thầy tâm ý thầy như thế nào, nhưng mà tâm ý con, nếu con là thầy thì con rất là hân hoan, bởi vì nhiều người con Phật tín nhiệm tôi mới càng thấy lời của Phật hiện rõ trong tôi, và tôi càng thấy lời của Phật nên là tôi thực hành dễ hơn. Còn nếu như xưa nay người con Phật ít biết mình thì cái lời Phật xa mình, thầy công nhận chỗ này không? Còn nếu người con Phật nhiều, người con Phật biết đến mình thì lời Phật gần với mình. Đó là đây là cơ hội để cho thầy vào niết bàn rất dễ dàng. Thì tóm lại là bắt đầu từ hôm nay đó đi là bắt đầu là cái chuyện sát sanh hại vật càng cao cấp, càng phải trang trọng nhiều hơn nữa. Đó là cái điều mà con có thể chia sẻ với thầy chứ không dám nhắc nhở hay là dạy bảo lên thầy nhé. Thì đó là cái điều con mừng cho thầy. Chúc mừng thầy đã có những cái cơ hội để mà thầy nhập niết bàn, giống như là thành thông đệ nhất một kỳ liên vậy. Không thì bây giờ là đàn nào cũng chết. Không thì bây giờ nó trải nghiệm mình bắn, tao nó ngồi đây cho mày bắn luôn, bắn mấy mũi cung đó, bắn luôn cho đầu nhập cái bàn cho nó xong. Thế nào? Thì thầy đây là cơ hội để nhập cái bàn cho. Nhưng mà thầy biết thế gian này là quán trọn, không có chỗ nào mà nó là gọi là chỗ thiệt cả. Như bản thân con giờ cũng vậy, nó muốn đi ra đầu, nó không muốn ở đây. Mình giờ không phải mình chê thế gian này, nhưng mà mình nhìn thấy thế gian này giờ mình không biết mình sống sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, ở sao cũng được hết. Qua nghe nói trong con đầu bạc con đi một trọ chửi ra từ nó, tại sao mày không chữa bệnh cho tao, ví dụ vậy. Đương nhiên chữa bệnh nó có nguyên tắc. Nói tới đó thì con nhắc nguyên tắc luôn. Không phải là tụi con từ chối bệnh nhân, nhưng thầy biết là nghề thầy thuốc lương y như trường học. Có khi mình không chữa bệnh cho bệnh nhân đó mà mình thương bệnh nhân đó, nhưng mà mình ghét. Không ghét à? Có khi mình chữa là mình thương, mà không chữa cũng thương, nhưng mà ta không chấp nhận được chuyện anh không chữa bệnh cho tôi mà anh thương tôi là thương sao? Đúng nè. Nhưng mà gì? Do bởi cái người bệnh người ta không nhìn một cái nhìn tổng quát, người ta chỉ nhìn cái chi tiết tôi bệnh anh cứu, dừng lại ngay chỗ này. Đúng nè. Tôi bệnh anh phải cứu tôi. Còn bây giờ tôi bệnh anh không cứu là anh không từ bi với tôi. Nhưng có những căn bệnh mình không chữa được, đó là mình đang từ bi, chứ không phải là mình đang bỏ bê. Nhưng mà gì? Do bởi là cái nhìn của mình là cái nhìn bao trùm hơn cái người bệnh, cho nên người bệnh đâu có hiểu được cái nhìn của mình. Giống như một em bé 3 tuổi với một em bé là 16 tuổi, 20 tuổi thì đương nhiên cái nhìn của cái em 20 tuổi này nó khác em 3 tuổi gì lắm. Đúng nè, 20 tuổi chị có chị chia cho em ăn, còn em 3 tuổi em có chia cho chị không?
Hắn nè, hai cái khác nhau. Vậy thì ông cha Tường với một người bệnh nó khác vậy đó. Cái nhìn của ông cha Tường nó khác hoàn toàn với cái nhìn của người bệnh. Nó khác hẳn 100%. Nhưng mà mình thời gian để giải thích thì không đủ. Chỉ nói vậy thôi. Do vậy mà tụi con có cái nguyên tắc để mà chữa bệnh. Đối với người Phật giáo thì phải có sư trụ trì đưa về. Bởi vì đây là những cái bệnh lớn này. Bệnh lớn mà điểm thứ hai là có những người mà theo Phật mà chẳng biết sư của mình là ai, chẳng có biết chùa của mình là ai, không hiểu. Mãn năm hỏi anh nào vậy, tôi đạo Phật nhưng mà không có đi chùa không đó không. Tới chừng có hỗn sự kiếm ông sư thầy không biết ở đâu kiếm. Vậy thì ông cha Tường đang làm cái điều này để cho sư và Phật tử tỉnh lại. Tỉnh lại hết. À, bây giờ là mình là nhiệm vụ mình là Phật tử nha. Mình phải biết chùa ở đâu à. Mình phải biết sư thầy của mình là ai. Để khi mình bệnh có sư thầy của mình. Thấy không này? Cũng giống như sư thầy vậy. Nhiều khi là thầy trụ trì trong chùa nhưng mà thầy không biết nhà Phật tử mình đâu đó. Đúng không nè? Đến khi nhà Phật tử mình nó sập rồi, mình cũng chưa biết nó làm ở đâu nữa. Nó cũng là một cái khó. Cho nên tụi con đưa nguyên tắc này ra là đẹp cho tôi về. Mà đẹp cho tụi con ở đây là có người lớn dẫn về chữa bệnh ba bốn mặt giáp lại thì hỏi ai là một điểm đối với đạo Phật. Bây giờ đối với đạo Thiên Chúa cũng vậy. Đối với đạo Thiên Chúa thì do bởi đạo Thiên Chúa nó có nhiều cái chức năng, có nhiều cái cấp bậc. Ví dụ như là cấp bậc linh mục nè, cấp bậc giám mục nè, cấp bậc hồng y nè, cấp bậc giáo hoàng, có bốn cấp. Thì bây giờ là cấp 1 thì đưa về không được thì phải lên cấp 2 hoặc lên cấp 3 hoặc lên cấp 4. Cấp nào mà miễn là có con chiên về là được. Có những ông giám mục hiện giờ không biết con chiên mình là ai. Rồi cũng như có những ông con chiên về không biết ông giám mục mình là ai. Nhưng mà bây giờ mình là một vị chủ chăn, mình coi sóc một đàn chiên thì mình phải biết con chiên nào ốm, con chiên nào què, con chiên nào nghèo, đúng vậy không? Đó, mình phải hiểu hết từng con chiên một để mình chăm sóc. Vậy thì nếu cha Tường đi chữa bệnh cho con chiên mà không có phụ huynh của con chiên đem về thì giữa phụ huynh và con chiên không bằng, giữa giám mục và con chiên không biết nha. Vậy thì là cái chuyện mà ngày mai này anh bệnh thì con giám mục có biết anh đâu đưa về. Rồi ngày mai này ông giám mục ông gặp khó thì con chiên có biết ông đâu mà hỗ trợ. Cho nên ông cha Tường đưa ra nguyên tắc này là để nhằm cho con chiên và giám mục, chủ chăn và con chiên hiểu nhau. Nhưng mà người bệnh ta không hiểu chỗ này. Người bệnh ta nói tôi bệnh không chữa chứ cần gì nó có dẫn về. Không có. Cái nhìn của ông cha Tường xa hơn đó nè. Và nó làm cho tất cả là một thế giới đại đồng. Tất cả phải thực thi cái lời dạy yêu thương và như bây giờ những người không tôn giáo cũng vậy. Bây giờ có những người dân không hề biết chủ tịch chữ thập đỏ là ai, mà cũng không biết là có thập đỏ luôn, không hiểu chữ thập đỏ là gì luôn. Ngang qua những cái chuyện mà chữa bệnh nan y này thì mọi người dân đều tỉnh hết. Bây giờ mình không tôn giáo mình phải biết là thập đỏ là ai à. Thấy không? Rồi ông thập đỏ cũng vậy, tôi là chủ tịch chữ thập đỏ, tôi phải biết người dân nào trong xã tôi bệnh à để tôi đưa đi. Đó, con đang nói lên một cái lòng từ bi đại của đại chúng á thầy. Tất cả phải thể hiện lòng từ bi. Người lớn thể hiện lòng từ bi trên người nhỏ, người nhỏ thực thi lòng từ bi của người lớn. Ý con là như vậy nha. Cho nên nó có một cái cột gọi là tất cả các người lớn phải dẫn về, dẫn là như vậy. Và để thoát đi tình trạng mà lũng củng sau khi chữa bệnh, đang khi chữa bệnh, sau khi chữa bệnh, để tránh đi tình trạng lũng củng. Đó là con nói nguyên tắc ở đây nha thầy. Bây giờ cái nguyên tắc của người bệnh, cái nguyên tắc của người bệnh là nó phải có ký giấy. Nó phải có hồ sơ ký giấy tờ. Thứ nhất là phải có một cái giấy gọi là giấy xin khám chữa bệnh miễn phí ha. Đơn xin khám chữa bệnh miễn phí. Bất kỳ một người bệnh nhân nào đến đây mà khám chữa bệnh phải ký tên vô đây. Để đến ngày hết bệnh là anh không phải trả tiền. Còn nếu anh khám bệnh mà anh không có ký tên vô đây thì không khám. Vì ở đây khám bệnh cho không, nhưng anh phải ký tên để nói với anh rằng anh nằm yên đó đi, tốn tiền. Thế nào?
Còn nhiều khi mình không có làm giấy này là bệnh nhân người ta lo đó. Ta không biết rằng là ta sẽ trả bao nhiêu tiền. Rồi tâm lý của người ta giờ không ổn định. Rồi nó khó làm dữ lắm. Cũng như ở sao cho vừa lòng người. Ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Ví dụ như bây giờ bà nhờ sư thầy dẫn về mà bà không có làm giấy khám, cái bà nói không làm giấy khám miễn phí mà nó ơi ổng dẫn tôi về nhưng mà tôi phải cho ổng mấy chục triệu không có chịu, ví dụ như vậy tội nghiệp. Hoặc là bà nói trời ổng nó không chịu bệnh miễn phí mà cuối cùng ra bệnh rồi ổng hút tôi 50 triệu, phải tội nghiệp cho ban diễn chẳng đó nè. Hoặc là ban diễn chẳng hay là sư thầy nói giờ tao dẫn mày đi chữa bệnh á, mày hết bệnh rồi mày đã đưa tao 5 triệu à, cũng tội nghiệp cho người bệnh luôn. Cho nên ba bốn mặt một lời chúng ta phải làm một cái đơn ký vô xin chữa bệnh miễn phí đó nè. Vậy là vừa bụng rồi ha, không ai nói lộn xộn ai nha. Một cái giấy thứ hai là giấy đơn xin khám chữa bệnh. Cái đơn xin khám chữa bệnh trong này nó có nói nhiều nội dung. Nội dung thứ nhất là trong quá trình khám bệnh anh không được phép đi sai phác đồ. Nếu anh làm sai phác đồ thì ban viện chẩn đuổi anh tại chỗ. Thí dụ bắt đầu từ hôm nay trở đi mà bệnh nhân đã được làm giấy rồi thì bệnh nhân phải nghe lời ban viện chẩn tuyệt đối, không được cãi lệnh. Nếu cãi lệnh ở đây đuổi không chữa bệnh. Bà phải hiểu chỗ này nha, không phải hiểu chỗ này nha, đuổi thẳng không chữa bệnh nha. Ban viện chẩn bảo mình ăn cái gì ăn cái đó, biểu mình làm gì làm đó, mình không được cãi. Vì nếu mình cãi chữa không hết được nha. Giống như ông Lâm Văn Sái vừa rồi vậy đó, ông ở đây là gần 80 ngày, ông không dám cãi điều gì, ông hết bệnh. Còn nếu ông cãi ông không hết bệnh nha. Thì bà với ông cũng vậy, không đi ngược lại phác đồ này được. Có nghĩa là giờ đây người ta muốn bạn gì bạn đó. Muốn bà đi bệnh viện nào bà đi bệnh viện đó, muốn bà làm gì bà làm đó, thì người ta mới chữa hết bệnh được nha. Bà có đồng ý vậy không? Ông có đồng ý vậy không? Thì đây điểm thứ ba trong cái giấy đơn xin khám chữa bệnh này, nó có nói lên một cái chuyện là trong quá trình điều trị nếu có chết không được thương kiện. Tại vì đâu có biết ngủ đêm tới sáng anh muốn gió chết. Rồi thưa nói là bây giờ tôi không thương gia tường, tôi thương em sư thầy chùa cây xanh nè, ông dẫn tôi đi đâu mà giờ vợ tôi chết đâu. Tội nghiệp cũng sư thầy đó nè, ổng đang từ bi với mình dẫn mình đi chữa bệnh mà giờ xui mình bị trúng gió mình chết, mình quay lại mình thưa ổng không nè, khổ cho ổng. Rồi hoặc là ông sư thầy thương cho tôi, ông nói là con tôi mạnh khỏe vậy mà vô chữa đi nó sáng chết meo này, tôi xuống đâu có tụ. Thầy công nhận chỗ này không? Mình phải có làm một cái giấy khám. Nhưng có chỗ này cha nói chỗ này, tại sao ngày hôm nay chúng ta làm việc với nhau chúng ta phải có một cái giao ước, một cái hợp đồng. Bởi vì con người ngày hôm nay cái lòng từ bi mỏng, hầu như đại đa số không ai chịu từ bi với ai cả. Cho nên cha thường mới đưa ra cái nguyên tắc khám chữa bệnh phải có ký tên. Còn nếu như mà tất cả tụi con mà thương nhau rồi cho dục giấy này đi, phải không nè? Cha ơi cha chửi cho con đi chết, con đem về chôn, con không làm gì cha. Còn giờ con đâu có nói được câu đó, phải không nè? Bây giờ cha chửi cho con mà nếu con chết con đi thương cha làm sao cha không làm gì hết nè. À, cha phải làm giấy ngay. Cha đang đợi sẽ có một ngày cha dùng cái giấy này mỗi cái ngày nào mà cái ngày đó chắc cha chết rồi. Nó chưa hòa bình, nó chưa thương nhau đó nè. Tại sao không có ngày đó? Tại sao không có ngày đó? Thưa, bởi vì ngày hôm nay con người đã đi sai cái đường lối của Thượng Đế an bài. Phận số em là Thượng Đế đang an bài, nhưng mà em không đi theo cái phận số đó, em đi theo cái ý của em. Cho nên bây giờ là buộc phải có cái giấy xác nhận cam kết để thôi mày thưa tao, hoặc mày làm khó tao, hoặc tao làm khó mày. Thượng Đế an bài cái gì? Thượng Đế an bài, Thượng Đế đó là nói theo tiếng nước ngoài gọi là Thượng Đế, còn tiếng Việt Nam gọi là ông trời, hoặc là trời, hoặc là Chúa. Ở bên đạo Công giáo gọi là Chúa, bên Phật gọi là trời đó nè. Còn người nước ngoài gọi là Thượng Đế, cũng có chữ một, nói tóm lại là ông trời. Thì dễ hiểu hơn nè, ông trời ông đã do chúng ta có một cái tờ giấy cam kết này là do chúng ta đi sai cái luật thiên định. Luật thiên định, luật
Hiện nay chúng ta đi theo cái luật nhân định. Luật nhân định là luật gì? Luật nhân định là luật do con người lập ra. Nhân là người, con người định ra cái luật đó, gọi là luật nhân định. Còn chúng ta quên đi cái luật thiên định. Thiên là trời. Cái luật mà ông trời định ra cho chúng ta bỏ mất tiêu rồi. Chúng ta bỏ mất cái luật thiên định rồi. Do vậy mà mới có cái giấy cam kết khám chữa bệnh này. Vậy luật thiên định đó là luật gì? Thưa, đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống, mọi thứ cây có trái mang hạt giống làm lương thực cho các ngươi. Đây là luật thiên định. Là ông trời nó định sẵn cho vũ trụ này, cho cái hành tinh này một cái định luật đó. Và nếu ngày nào các ngươi ăn động vật, các ngươi sẽ phải đền nợ má. Đó là luật nhân quả, luật thiên định là như thế. Mà con người ngày hôm nay bỏ cái luật thiên định mà lấy cái luật nhân định là con người định ra, cho nên buộc phải làm như thế này. Cha mong rằng ngày mai này tất cả mọi người ở dưới thế này thi hành cái luật thiên định, thì lúc này đây không còn giấy tờ cam kết nữa. Tất cả là chúng sanh, tất cả là anh em với nhau. Và Thiên Chúa đã dạy cho con người rất là rõ, ở trong cái vũ trụ này, ở trong cái hành tinh này, tất cả là đại gia đình của Chúa, của Thượng Đế, của ông trời. Mà chính ông trời là chủ của cái vũ trụ này. Trong đó có con người, có động vật, có cây cỏ. Mà ngày xưa Chúa đã dựng nên ba cái loại cây. Một là cây cỏ mang hạt giống, hai là cây biết lành biết dữ, ba là cây trường sinh. Và ba cái loại cây này, đó là Thượng Đế đã an bài trong vũ trụ này. Cây biết lành biết dữ là con động vật mà Thượng Đế đã an bài, và nó là con cái của ông trời. Ông trời chính là cha chung của tất cả mọi loài. Mà bây giờ chúng ta làm sai, chúng ta làm rối cái luật thiên định rồi, mà chúng ta đang xài cái luật của nhân định là con người định. Ví dụ bây giờ cha nói cái luật nhân định này. Luật ngày xưa khi mà Đức Phật nói với các tỳ kheo này, các tỳ kheo ở trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn hay là trong kinh Lăng Nghiêm gì đó, có một câu này: ta nói các ngươi không được ăn thịt động vật, cũng như không được dùng cái loại da của động vật, cái da thú. Nhưng mà ngày hôm nay con người không có sự gì, không nghe. Ngày hôm nay con người nghe cái luật của nhân định. Nhưng mà đâu phải là đây là cái luật mà Đức Phật đặt ra. Đức Phật nhìn thấy trong vũ trụ trời đất này có một cái luật thiên định, đó là luật nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả đó. Đây là cái luật mà Đức Phật nhìn thấy trong trời đất. Nhưng mà con người không chấp nhận nghe lời của Phật dạy. Và Đức Phật cấm con người là không được sát sanh hại vật. Đức Phật nói rõ như ban ngày mà. Còn Đức Chúa thì nói là ngày nào các ngươi ăn nó, các ngươi sẽ phải chết. Đức Chúa nói rõ mà. Nhưng mà mình có nghe những con người đó nói đâu. Mình chỉ nghe ông bà tổ tiên mình thôi. Đó là nghe luật nhân định, luật con người. Nó, chỗ này mới chỗ chết. Vậy thì Đức Phật đã nhìn thấy trong vũ trụ trời đất này có một cái luật nhân quả. Mà cái luật này không phải Đức Phật lập ra, thầy công nhận chỗ này ha. Mà do Thượng Đế đã an bài cho vũ trụ này có một cái luật nhân quả. Và Đức Phật nói với các tỳ kheo, không có được giết động vật, không được sát sanh hại mạng. Nhưng mà đến khi Đức Phật qua đời rồi thì tự động tất cả các đệ tử của Đức Phật chia ra làm hai phái, một phái là tiểu thừa, một phái là đại thừa. Tiểu thừa đó là phái Bắc Tông, mà tiểu thừa đó là phái Nam Tông, đại thừa đó là phái Bắc Tông. Bây giờ cũng một Đức Phật đó mà các đệ tử không có nhìn vào Đức Phật đây. Đây là Đức Phật đây. Mà các đệ tử sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì các đệ tử về đây rẽ ra đi hoằng hoắc.
Nhưng mà một bên là tiểu thừa, bên đại thừa, bên ăn mặn, bên ăn chay. Trong khi Đức Phật nói này, các tỳ kheo không được giết động vật, ăn thịt động vật, kể cả dùng cái loại da thú của con vật. Này có công nhận con là con trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói rất rõ, trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ. Vậy thì bây giờ tất cả các đệ tử của Đức Phật giờ hai phái, một ăn mặn, một phái là ăn chay. Vậy thì lời của Đức Phật ở chỗ nào? Có phải là các tỳ kheo, các đệ tử của Đức Phật giờ theo luật thiên định, theo luật nhân định, mà cái luật của Đức Phật đã mất tiêu? Vậy chúng ta nói chúng ta theo Phật là theo chỗ nào? Đó là cha đang nói gì đâu. Bây giờ cha đang nói gì đạo Chúa? Đức Chúa Trời đã phán: ngày nào các ngươi ăn động vật, các ngươi sẽ phải chết. Và các ngươi không ăn động vật thì các ngươi ăn cây cỏ mà hạt giống. Nhưng đến ngày hôm nay, 21 thế kỷ qua, con người bây giờ dẹp luôn cái lời của Chúa, nghe theo cái luật của nhân định, dẹp luôn cái lời này. Và chính vì dẹp luôn cái lời này đó, ngày hôm nay tất cả đều là bệnh nan y chữa không được, bệnh nan y chữa không khỏi. Mà tại sao bệnh nan y ở đây chữa khỏi mà 196 quốc gia nó chữa không khỏi, bằng chứng Lâm Văn Sát có ai chữa được ở đâu? Mà tại sao cha chữa nó? Giờ chỗ đó tại sao? Nghe được không? Thầy nghe được không? Tại sao chữa không khỏi? Là bởi vì con người ngày nay đang quên cái luật thiên định. Tức là con người giờ đây ăn động vật là đi theo nhân loại, mà quên đi theo Chúa, theo Phật. Những con người đã thay mặt Thượng Đế đã xuống dạy dỗ mình, mình quên cái lời này rồi. Mình quên mất tiêu rồi, mình xóa cái lời này mất tiêu rồi. Mà nếu cái lời này còn đi chăng nữa cũng đóng sách lại, ưu vô dắt ngọt để đó, chứ không ai dở ra. Vậy thì do vậy mà ngày hôm nay tất cả mọi người dưới thế này đang phải đền nợ máu là nó theo đạo Chúa. Còn nó theo đạo Phật là phải trả, trả nghiệp. Còn nó theo khoa học là bệnh quái, quái bệnh hiểm nghèo, bệnh nan y. Tất cả là vì ta quên đi cái luật thiên định mà ta theo cái luật nhân định. Ngày hôm nay ông cha từng chữa được các loại bệnh nan y là ông cha từng đưa con người ta trở về cái luật thiên định nè, bỏ qua cái luật nhân định là ăn động vật, bỏ qua cái luật nhân định mà nhìn thẳng vào cái luật thiên định là Đức Phật dạy rất là rõ là không được sát sanh tà dật. Đức Chúa bảo là ngày nào các anh nó, các ngươi sẽ phải đền nữa. Vậy ông cha, tất cả các bệnh nhân mà khuyên cha từng nhận rồi thì ông cha từng bỏ qua cái luật nhân định mà đưa người ta thẳng về với cái luật thiên định. Thì cái luật thiên định này là tự động cơ thể con người được Thượng Đế an bài rồi, thì khi mình trở về với cái thức ăn đó thì tự động cơ thể nó có một hồi cũng có gì vậy. Dễ chịu không? Tại sao ngày hôm nay biết bao nhiêu mấy ngàn nhà khoa học, biết bao nhiêu là Hồng Y Giám Mục Giáo Hoàng, biết bao nhiêu là sư trụ trì, biết bao nhiêu là bác sĩ nổi tiếng thế giới, mà tại sao cái bệnh này, cái bệnh ung thư phổi nó nhỏ như vậy mà chữa không được? Nó nhỏ hết sức, cái bệnh gút, bệnh tiểu đường nó nhỏ như ba ngày vậy, nó dòm thấy nó vậy mà chữa không nổi. Nãy giờ cha đã nói rồi nha, chữa không được là do bởi họ bỏ quên cái luật thiên định, mà họ đang xài cái luật nhân định là con người định ra, con người làm ra luật, làm ăn nó vật dưỡng nhân, có phải con người nói không? Đó là luật nhân định. Con người bỏ qua cái luật nhân định, khi trở về với cha tường dẹp cái luật nhân định liền, đưa con người ta đi thẳng về cái luật thiên định là ăn cây cỏ mà giống, thì tự động cái cơ thể của con người được dựng lên bởi Thượng Đế an bài là bằng cây cỏ mà giống. Thì khi đó con người trở về những cái thức ăn đó là thức ăn thiên định, thì tự động con người bệnh tan biến hết, bằng chứng là ông Lâm Văn Sáng đó nè, tự động bệnh tan biến hết. Thì cha nói như vậy con thấy má con có khả năng chữa bệnh hết bệnh không? Thấy vậy không? Vậy cho nói tiếp, tại sao bao nhiêu hồng y đạo Công giáo này 266 vị giáo hoàng, hiện bây giờ là 2 ông giáo hoàng, 2.500 ông giáo mục, nửa triệu ông linh mục,
mấy triệu tu sĩ không biết đường chữa bệnh, tất cả là bỏ qua cái lịch thiên thiên đỉnh rồi, đâu phải bên tu sĩ Phật giáo của thầy mà ít sư trụ trì, hàng triệu sư thầy mà không chữa được, là bởi vì cái luật này không còn, cái luật thiên định không còn. Hồi nãy con có trình bày với thầy đó, ban đầu là Đức Phật là dạy không sát sanh hại, mà cuối cùng là khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì tất cả các đệ tử thì theo chia làm hai phải liền. Có phải là quên đi cái lời của Phật dạy, cho nên bây giờ đâu có thể chữa bệnh được. Rồi bắt đầu không chữa bệnh được thì sao? Rõ ràng là nói là bệnh này bệnh quái ác, bệnh này bệnh trả nghiệp, bệnh này là bệnh đền nợ đó. Anh cứ trở về cái luật thiên định đi thì tất cả sẽ được Thượng Đế an bài. Nếu anh có chết cũng là chết trong vòng tay của Thượng Đế, là thú. Còn nếu anh mà sống thì đó là Thượng Đế đã chúc phúc cho. Vậy thì khi mình trở về những cái luật thiên định này là mình số 1. Vậy thì bây giờ tại sao ông bệnh, tại sao bà bệnh? Rõ ràng là bởi vì hai người này đã đi sai với luật thiên. Cả đời ăn động vật mà, phải không? Không có trừ một con gì hết. Chóc nhai ảnh nương rồi, tôm tép rồi, gà chó mèo vịt gà heo ăn sạch. Mà khoa học ngày hôm nay chứng minh tất cả thức ăn đó là thức ăn không nano. Thì khi mình ăn thức ăn nó vào, nó sẽ tồn động lại tất cả những cái tế bào chết ở trong cơ thể mình, thì đương nhiên mình phải bệnh ngay. Còn cái thức ăn mà Thiên Chúa an bài là luật thiên định, đó là trái cây mà hạt giống là nước. Khi mình ăn vào thì đương nhiên là cái sự sống nó phát triển. Mà Thiên Chúa dạy con người rất là rõ ràng, ngày nào các ngươi ăn động vật là các ngươi ăn sự chết, còn các ngươi ăn trái cây mang hạt giống là ăn sự sống. Rõ ràng mình mua trái sò về mình ăn xong trái sò rồi còn hộp mình làm gì? Đi ương cho nó lên cây đặng kiếm trái ăn nữa, đúng không? Rõ ràng đó là ăn trái cây mang hạt giống là ăn sự sống, còn ăn động vật chính là ăn sự chết. Mà tại vì con người ngày hôm nay Phật Tây lịch là 2600 năm, Phật bên Thiên Chúa là 21 thế kỷ, là 2018 đó. Tất cả đều dẹp bỏ cái luật thiên định theo cái luật con người định ra. Mà bao nhiêu công sức mồ hôi 48 năm quần pháp tại vũ trụ này, ai nghe lời được Đức Phật 48 năm. Rồi 21 thế kỷ vừa qua, Đức Chúa Giêsu xuống trần gian để dạy con người, nhưng con người có nghe đâu. Để ngày hôm nay con người phải sống trong đau khổ, sống trong hồi hộp, sống trong sự khó khăn. Phải chi chúng ta trở về cái lực này thì chúng ta tốt lành biết bao. Cho nên ngày hôm nay cha nói như thế là để nói rằng tất cả mọi người chúng ta phải cố gắng nha, phải trở về cái luật thiên định. Và cha tin chắc rằng khi tất cả mọi người trở về với cái luật thiên định này thì tất cả mọi người được Phật gia hộ, Thượng Đế an bài. Nãy giờ cha nói vậy có lại đụng chạm tới đạo này đạo kia không? Thầy nghĩ có đụng dữ không thầy? Nói đúng rồi thầy, đừng sợ đụng thầy á. Thầy giờ thầy phải phân định đúng không? Nãy giờ con nói bên đầu Phật thầy chia ra hai phái là thầy thấy học đường không đi theo lời Phật dạy đâu. Còn bên Chúa con vậy nó dẹp luôn lời Chúa đang bên. Mà giờ ông cha từ quay trở về với cái luật thiên định, tự nhiên tất cả mọi người phải trở về ông chữa bệnh vậy đó. Con thấy rõ ràng gì không? Vậy thì tại sao cha từng chữa được bệnh nan y là bởi vì trở về với cái luật thiên định. Vậy thì bắt đầu ngày hôm nay thầy nghe một cái bài nói chuyện này, thầy trở về chùa của thầy nghiệm lại, thầy trở về với cái luật thiên định tự động, thầy nói Phật tử ơi về thầy chữa bệnh cho, đúng vậy không? Nó dễ chứ, nó dễ như trở lòng bàn tay à. Bởi vì cha từng nói là cha chữa bệnh ung thư như trở bàn tay, ông sái hết chữa rồi, như trở qua trở lại rồi cha lúc sáng làm đây cha nói giờ ông cứ lắc qua lắc lại đến ngày về
đừng có lăng qua lộn lại, lăng qua lộn lại rồi hấp lĩnh gì. Cháu đâu cho ăn gì đâu, cháu nano, con có nghe rồi phải không? Ông có dặn cháu nano, ông có nói từ nano. Ông nói bà nói cháu gì? Cháu nano, cháu nano là cháu nước, cháu nước. Mà người ta nói là trời ơi cha ơi, bây giờ ăn thịt bò thịt heo đây còn không đủ sức khỏe chịu bệnh đâu, ăn cháu sao đủ sức. Sai lầm thì tốt. Thí dụ như cha nói con nghe, bây giờ con bỏ một ký gạo vô xong con nấu thành cơm thì cái hộp cơm thôi ra không nè, mà con bỏ một ký gạo vô xong con nấu thành hộp cháo thì nước là nước mà cháo là cháo. Mà con bỏ một ký gạo vô trong xong con nấu thành nước thì lúc này đây là cái hộp gạo này là cháo hay là nước? Là nước, mà cái nước đó chính là cái thuốc chữa bệnh. Không ai biết gì hết. Cái nước đó chính là cái thuốc để chữa bệnh đó. Mà đâu có ai, ai đâu có ai nhận ra hộp gạo là hộp ngọc đâu. Không ai hết đó. Tại sao người ta gọi hộp gạo là hộp ngọc? Bởi vì cha nói cho con nghe, hay lắm con ơi, ông trời ông hay lắm. Mà mình nói ông trời hay kỳ quá, xin lỗi ông trời. Ông trời dựng nên thượng đế này hay lắm, ông dựng nên vũ trụ này hay lắm. Ở trong cái hộp lúa đó, là mình sai lúa ra thì còn hộp trống, đúng không? À, bây giờ cha nói cái giá trị của hộp lúa nè. Hộp lúa mình đem về mình phơi, mình chà ra là bên gạo bên trống, rồi mình cám, đúng không? Thì gạo mình ăn, trấu mình trộn nấu cơm, cám cho heo ăn à, cám cho heo ăn ăn chết, cám cho heo ăn sướng không? Trong cái hộp gạo nó có cám nè, nó có trấu nè, nó có tro vậy. Trong hộp gạo này nó có cám nè, nó có gạo nè, nó có trấu. Trấu có lợi không? Lợi là để dùng chất tốt, để nấu nướng. Còn cám là dùng để mình uống, còn gạo là dùng để mình ăn. Tấm cám đó không? Câu chuyện gọi điện tổ kích tấm cám đó. Ở trong cái hộp gạo là nó là cái chất bổ dưỡng cho mình, là không ai bàn cãi đâu. Ở trong hộp trấu có gì không? Ở trong cái vỏ trấu có gì không? Ở trong cái vỏ trấu đó, nếu mà con dùng để con trồng cây thì tốt vô cùng. Tại sao tốt? Bởi vì ở trong vỏ trấu đó, nó có 85% silic. Silic là vàng trắng đó con. Cho nên khi con trồng cây mà con bỏ trấu vô là nó ráo phèn không? Vì trong cái vỏ trấu nó có silic. Silic là vàng trắng đó. Cho nên thế gian gọi hộp lúa là hộp ngọc. Mà đâu có ai biết ở trong trấu nó có 85% silic. Mà silic chính là vàng trắng, một cái loại chất cứng mà không có làm sao cho nó bể được. Người ta gọi là vàng trắng. Chỉ có 15% là than thôi. Ở trong hộp trấu, ở trong cái vỏ trấu có 15% là than, 85% mà silic là vàng trắng. Cho nên bây giờ con đem một bao tro con đi chôn xuống bãi biển, 10 năm sau dỡ lên bao tro còn nguyên, nó có tan. Nó không tan là bởi vì nó là vàng trắng, sao nó tan được? Mà tại sao nó vàng trắng không biết, thưa thượng đế an bài cho nó. Cho nên ta gọi hộp lúa là hộp ngọc. Và từ cái chỗ nó quý như vậy, cho nên con lấy cái gạo đó con nấu thành cháo ra nôn ăn hết bệnh. Có gì đâu khó trị, có gì đâu khó trị bệnh. Con thấy rõ ràng không? Nó dễ như thế mà không ai nhận ra. Bên cạnh đó, cha dùng một cái loại thuốc để mà chống oxy hóa cho cái người bệnh là xong. Thầy thấy dễ không? Sau này bắt đầu từ hôm nay thầy nghiệm lại, thầy về chùa thầy sẽ lập ra một giường thuốc nam, bắt đầu thầy nghiên cứu liền cái hình thức này để thầy kêu tất cả mọi người Phật tử vô thầy chữa bệnh này. Dễ dữ lắm thầy ạ. Nhưng để trị được bệnh này thầy phải trở về với cái mà lời dạy của Phật, đó là thầy không dùng động vật nữa. Còn hiện nay là thầy đang ở phái là gọi là tiểu thừa Nam Tông, là thầy đang ăn động vật. Thì thầy không thể nào thầy nhận ra được cái thức ăn nano này cả.
Ngày nào mà thầy ăn cây cỏ mà hạt giống, ắt thầy sẽ chữa được bệnh. Vì thầy hiểu ở trong cây cỏ mà hạt giống là thức ăn nano, là nước, ắt thầy chữa bệnh được bệnh. Đây là chìa khóa cho thầy. Hôm nay thầy đi thầy nghe điều này hơi bị trái đôi tay, nhưng không trái. Tại sao không trái? Là bởi vì ở đây trị được bệnh, và nó có bằng chứng, có cơ sở, có khoa học, có pháp lý. Cho nên không trái. Nếu mình muốn tiến thân, nếu mình muốn giúp đời, nếu mình muốn giúp tất cả là mình phải làm điều này. Vì cái điều này là cái điều mà nhức nhối nhất mà xã hội đang cần. Đó là cái bệnh đang đi. Mà đối với cha ở đây thì cảm mạo uống mùa cha không có chữa. Cái lý do là ăn chay là hết bệnh. Còn ngoại trừ những cái bệnh nan y là cha sẽ chữa. Còn cảm mạo uống mùa cứ ăn cây cỏ mang giống là tự khắc nó hết bệnh. Ví dụ như ở lúc con còn khỏe, lúc con 18 tuổi con cảm con uống mùa thuốc đúng không? Tự nó hết đúng không? Tự nó hết là tự động nó hết. Lúc mình 18, 20 tuổi, 17 đã gãy xương trâu á. Sáng ngày mà ra ngoài thấy trời lạnh có cần mặc áo gió không không? Mà bây giờ là 50 tuổi là thấy trời hơi lạnh là quất áo gió vô liền. Đó nè, vậy cái cảm mạo của mùa chỉ cần ăn cây cỏ mà hạt giống tự khắc. Cũng trở lại với thầy nãy mà con với thầy tâm sự đó. Hiện nay thầy có hai chứng bệnh, một là viêm song sàng, hai là thầy bị thoát vị địa điểm mà có khả năng là bị thúi luôn xương sống này. Nếu như ngày hôm nay mà thầy trở về cái phác đồ là ăn chay trường tự động bệnh này đó, do bởi thầy nạp cái thức ăn không nano vào cơ thể cho nên nó mới động lại bệnh của chúng mà ngay cái chỗ này là Đức Phật dạy là không được sát sanh hạ giặc. Mà thầy đang ăn nó thì đương nhiên thầy phải mắc bệnh đâu, mà không thể đâu khỏi. Bệnh ở đây không phải là tự dưng mà bệnh, mà nó phải có nguyên nhân nó mới dẫn đến cái hậu quả. Là do bởi thầy ăn cái thức ăn này là thức ăn không nano, là đối với khoa học là thức ăn không nano, đối với Đức Phật là đây anh không được ăn. Mà thầy đang ăn nó thì đương nhiên thầy phải bệnh, chứ thầy đâu phải thánh thân gì mà không bệnh, phải không nè? Vậy thì nếu thầy muốn hết bệnh này tự động thầy về thầy ăn chay trường là tập, phải không nè? Nhưng mà bây giờ thầy ăn chay trường không được, bởi vì cái phái của thầy là phải ăn này, mà thầy ăn chay trường có chuyện phái để đuổi nữa nè, khó lắm. Bây giờ nếu thầy ăn chay trường thầy phải đưa ra lý do là các sư thầy ơi, con ăn chay trường là bởi vì con bệnh thì được. Còn nếu thầy tự nhiên mà thầy quay qua thầy ăn chay là thầy phải về Nam Tông hả? Thầy về Bắc Tông hả? Còn nếu thầy ăn mặn thầy đang ở bên Nam Tông, mà nếu ăn chay là về Bắc Tông hả? Khó lòng cho thầy vô cùng. Tất cả là do mọi người quên cái luật thiên định. Thầy công nhận chỗ này không? Bỏ qua cái luật thiên định mà đi lấy cái luật nhân định để mình sử dụng. Mình xài cái luật nhân định mà mình bỏ đi cái luật thiên định. Con cũng không biết làm sao mà để chữa bệnh cho thầy. Nếu như thầy muốn chữa hết bệnh thì thầy phải trở về với thức ăn đó. Là cây cỏ mà ăn giống thì ắt sẽ hết bệnh nghe. Lẹ lắm, không có khó khăn gì hết. Nhiều người bị gai cột sống, mất gì đi đợi bị em thúi cột sống, ăn chay trường tự động hết. Chứ không thuốc nào uống được, không thuốc nào uống hết cả. Bởi vì mình dùng cái thức ăn mà bằng nước mình đưa vào cơ thể mình thì tự động nó sẽ lọc. Ngày hôm nay không được nhiều, ngày mai, ngày mốt buổi trưa nó lọc riết hết. Đó là cái nguyên tắc mà nãy giờ cha nói với mọi người rồi nha. Tụi con có trình bày với thầy rồi nha. Thì đó là nguyên tắc để mình bệnh. Thì giờ mình trở về với thức ăn mà thiên định là Chúa định thì tự đặt tự khắc mình hết bệnh nha. Thì đó là cái nguyên tắc nha. Rồi cái nguyên tắc mà mình không được sai phát đồ nữa rồi nha. Bây giờ xin mời mọi người chữa bệnh thì phải ký tên vô. Mỗi một người bệnh là đương sự ký tên cùng với một người nuôi với lời thầy, thầy ký xác nhận nha. Thì chỉ mọi người. Mà có thể. Thì con ký giùm cho má con rồi, con là con hả? Rồi hai vợ chồng con ký. Hai anh em ruột đó hả? Dạ rồi, tốt lắm rồi. Ký thai mẹ nha. Ký tên của con. Ký tên của má hả? Ký tên của chị á. Ký tên của chị.
Ghi tên đi, ghi tên, họ tên, chị vô. Ghi tên đi, ghi tên, họ tên. Đây mình làm hồ sơ đó phải đủ pháp lý này, dạ, dạ. Nếu không ổn đủ pháp lý là mình không dám chữa được, dạ, dạ. Nó rất rối gì. Rồi bây giờ sư thầy thấy đây là hai cái giấy gọi là đơn xin khám chữa bệnh miễn phí ha. Cha đã đóng hai cái mộc vô trong này rồi thì coi như chữa bệnh không tốn tiền nha. Đến ngày về mình không phải trả tiền. Nhưng mà tiền phòng nhà trọ mình phải trả nha. Kể cả tiền mua son nấu nước nấu thuốc gì đó mình phải trả. Thì những cái chi phí và đặc dụng đó cha không lo được. Nhiều người lắm cha lo không nổi nha. Cha chỉ lo thuốc, lo men, lo khám bệnh thôi. Là một chuyện nha, chúc mừng hai người bệnh nhân này nha. Chuyện thứ hai là bây giờ về phía các bệnh nhân và sư thầy và tất cả ban diện cảnh ký tên xong hết rồi, bây giờ cha ký nha nữa để xác nhận là lần cuối cùng nha, trước khi mình khám bệnh nha. Để mình làm thủ tục hồ sơ nó chuẩn. Rồi, các mẹ, đây là một bộ hồ sơ đầy đủ pháp lý nha. Một bộ hồ sơ đầy đủ pháp lý có 3 bên 4 phía đều ký tên hết. Rồi, các bệnh nhân hiện giờ là không còn quyền quyết định cho bệnh của mình nữa, mà phải theo ban diện chẩn nha, để được điều trị cho tốt lành. Đó là cái điều mà cha đang yêu cầu nha. Và không được phép đi sai phác đồ để cứu chữa bệnh cho mau kịp thời nha. Cuối cùng thầy có nhắc nhở chúng con điều gì? Để cùng chung tay với sư để giúp cho người con của sư được khỏe mạnh. Ở đây thì sư gửi lại bệnh nhân cũng như là
dạ. Đến với cha để dạ. Làm cha mở lòng từ bi giúp cho con người sư được gặp khỏe mạnh để trở về sớm trở về với gia đình. Dạ. Yes. Dạ. Cuối cùng tụi con sư còn một công đoạn nữa là sư dẫn hai bệnh nhân vô tới phòng khám. Dạ, dạ. Để sư biết là khám như thế nào. Dạ. Đó là xong trách nhiệm của sư. Dạ. Rồi còn lại là sư cứ đi về rồi bệnh nhân có ở lại đây. Dạ, dạ. Thì xin mời sư là mọi người đứng. Đã có chú vô cùng là bây giờ có thì chúng con cái gì danh chúa nhân từ sẽ ra đảm nên hầu nên chú một người sáng nay mà đức chúa tại sáng nay vô cùng xin mời sư dẫn hai bệnh nhân vào khám nha. Cảm ơn sư. Thiên Chúa là tình yêu, nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Chan nguồn vui đâu ý hợp tâm đầu
ở đây.